นึกเชื่อแล้วเรียนเชื่อเรียนเชื่อเฮลโลคุณบ้างวะคุณบ้างวะมินาซัน休みはどうでしたか楽しかったか皆さん休み Facebook つむり何見てるかなライブ中はいどうん ?32 人ได้มากครับจังหวัดแน่นอนผมฟุ้งมาในอินเทอร์เน็ตคงดับเป็นอย่างน้อยเซนเซ่เอ็มวันฮอปกับตบไลฟ์ฟิวบุ๊กจัดขวาเซนเซ่nhưng mà Facebook thì mọi người mới xem nhiều còn nếu mà lại trên YouTube đấy mọi người lại không vào đâu lại nha. Xin chào Thủy Lê. Đây rồi. Nguyễn Phương Ái, con ba hoa. Ừ, hôm nay đi vào sớm đâu, 7 giờ lên gì? Chuẩn thời gian luôn. Ừ. Sớm hơn 1 phút, 2 phút gì đấy. Cũng bằng hoa bảo an sàng cũng bằng hoa cũng bằng hoa thật sự này mất ngay cũng bằng hoa lâu lắm mới có thời gian xem á. Xin chào. Mất hết quảng cáo đi không? Công văn quá, cô bé Ngọc Thoa Trần. Tháng năm này có một điều đặc biệt. Đó là một ngày sinh nhật không phải của mình mà là sinh nhật của website dungmori.com. Đúng vừa tròn một năm rồi và website cũng thay đổi, có một website cũ và hiện nay là mình đã thay đổi sang một website mới rồi. Thế là các bạn học viên của mình vào trong thấy nó trơn tru đúng không? Và hiện nay trong tháng 5 nếu mà bạn nào đăng ký bất kỳ một khóa học nào thì sẽ được cộng thêm 2 tháng. Ví dụ đây là gì nhỉ? Ở đây chúng ta có 17 tháng cộng thêm 19 tháng. Đây là combo cả là 5 là 4 là 3 rồi. Bói lẻ đây chẳng hạn, bói lẻ cũng bói chẳng hạn. Đấy, ví dụ 6 tháng thì cộng thêm 2 tháng. Được chưa nhỉ? Ok. Con ba hoa Mạnh Hồng. Xin chào con ba hoa. Sinh nhật đại gia đình. Mình cứ tưởng là sinh nhật đại gia Dũng Mori. Hóa ra đại gia đình của em Dũng Mori. Chào Nguyễn Văn Linh. Người ta bắt đầu chưa nhỉ? Xem đây này. Bao nhiêu người này, nhảy đây chẳng nhìn thấy được. 275 người. Hôm nay ít thế nhỉ? Mọi người vừa nghỉ ngơi xong thì đến ngày đi học rồi thì phải chăm chỉ học hành nhé. Bên Nhật thì là đi làm sao ấy. Công văn hoa Kiều Hương. Cái mối ok hơn đúng không? Chào Châu Lê. Công văn hoa ba bé. Bắt đầu đi
Mình đồng, đúng rồi, phải bắt đầu luôn đúng không? Bắt đầu luôn nhé. Chưa, bắt đầu nhá. Được chưa? Bắt đầu nhá. Nhìn rõ không? Rõ nét không? Công bao ạ, Thủy Đình. Bảng cũng nét hết đúng không? Ừ, mạng cũng nét rồi, không có vấn đề gì cả. Chào Đắc Kiên. Chào Võ Linh. Đây. Bây giờ đang làm bài tập khoảng ngoài này để sau nhé. Bạn viết gì đằng này mình cũng rõ đâu. Chào Hương Giang, hi hi, công bằng hoa. Hello, các bạn đã làm luôn rồi à? Người nào chào, cứ chào. Người nào học bài, cứ học bài. Đúng không? Người nào làm bài, cứ làm bài. 2211. Đây mình giới thiệu cho các bạn. Đây là lời của một người phát thanh viên, được chưa? Người ta vừa thông báo tin tức thời sự xong, giờ chuyển sang một tin tức khác, đó là thể thao. Câu này quá dễ rồi đấy. Đây, chào Mai Trần. Ok, em gì rồi đúng không? Xin chào Mai Trần. Này lại không biết được rồi, cái này. Em xin tôi đi. Cái đằng này đấy. Đây. Nào, câu đầu tiên nào. Các chi no news wo otsutae shimashita. Đúng không? Chúng tôi đã gửi tất cả những thông tin thời tiết của các nơi rồi. Chi wa sports de. Tiếp theo là thể thao. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chọn câu nào. Khi mà chuyển một chủ đề, các nhé, khi mà chuyển một chủ đề. Sate. Đây. Hai, ichiban. Ichiban. Sate có nghĩa là nào luôn. Sate, tsugi wa sports desu. Yeah. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Sate, hajimemashou. Đấy nhỉ? Không phải hai nhá. Mata là gì? Mata lại hay là gì? Và đấy, đúng không? Shikashi, nhưng mà sore ni hơn nữa. Các bạn nhớ cho mình nhá. Sate, ichiban là đáp án của chúng ta. In desu ka? Lúc nào gần thi thì dạy là hai. Ok. Tiếp theo, câu tiếp theo này. Rồi, câu tiếp theo này. Hay, chúng ta cũng đọc ạ. Mado wo fuitara nani nani ni natta. Nào. Mado wo fuitara. Biết mado wo fuku là gì không? Fuku ở đây có động từ fuku. Fuitara là fuku đúng không? Fuku là lau. Lau cửa sổ. Sau khi lau cửa sổ thì thế nào đó đúng không? Ichiban. Kira kira. 2番. Sara sara. 3番. Tsuru tsuru. 4番. Pika pika. Nào. Nhiều đáp án quá. Mai Trần 2. Thu Hoàng 2. Minh Thủy 4. Lan Sơn 4. Thủy Lệ sáng bóng. Đạm xuống đây. 4, 4, 4 rất là nhiều đúng không? Có vẻ như 4 là đúng rồi. Nhưng mà còn Nguyễn Văn Hoàn 2 này. Hay. Ở đây chúng ta sẽ xem ý nghĩa của nó. Thứ nhất, kira kira là lấp lánh. Thấy chưa? Lấp lánh, ví dụ ngôi sao lấp lánh chẳng hạn. Đúng không? Thì cho là lau cửa sổ thì cửa sổ không thể lấp lánh được. Được chưa? Hay. Thứ hai, sara sara. Sara sara có nghĩa là nó có nhiều nghĩa. Ví dụ, nghĩa đầu tiên có nghĩa là tóc mượt mà. Đấy, kami ga sara sara. Được chưa nhỉ? Hay là suối chảy róc rách, sara sara to nagarete iru. Được chưa? Tiếp theo, tsuru tsuru có nhiều nghĩa. Tsuru tsuru nghĩa là trơn. Ví dụ tóc trơn, trơn này cũng dùng này, đúng không? Đấy, này, trơn tuột tuột ra, được chưa? Bóng trơn tuột tuột. Được chưa? Hay là chúng ta ăn mì chẳng hạn. Ăn mì chúng ta hút sồn 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 ra, trơn, hút trơn tuột tuột ra. Ở nhất có mì ưu đông to bằng ngón tay này, đúng không? Hay, tsuru tsuru, udon ga tsuru tsuru to tabemashita.
được chưa? Đấy, tiếp theo Pika Pika là sáng bóng, được chưa? Thì đáp án chúng ta là đáp án số 3, số 4 này, Pika Pika nha. Maro fuitara Pika Pika ni natta. Ok chưa nào? Câu tiếp theo. Ôi, nhiều đấy. Đây rồi, số 48. Ichiban, à mình đọc nha. Kono hako no honyarara wa nan daro. Nào chúng ta cũng đọc những chữ Hán này xong đọc được không? Chữ này đọc là gì nhỉ? Ichiban đọc là Nakami. Đúng không nào? Nakami. Niba vẫn là Nakama. Thế nào? Sama Naiyo. Naiyo. Yon ban đọc chữ này không? Manaka. Bắt đầu bên Nhật thì nghe những cái từ này hiểu đúng không? Nghe rất là nhiều cái từ manaka. Đáp án nhiều chưa? Sơn 2 này, chị Thanh Tùng 1 này, okay. Samba Nayo này, Thủy Lê 1 á. Phan Hòa 2. Bên trong cái hộp này là cái gì? Đúng rồi, ý nghĩa gì? Bên trong cái hộp này là cái gì ấy nhỉ? Thì bên trong nó là cái gì? Nên bên trong. Hai, mình cùng giải thích. Ichiban, nakami. Nakami có hai nghĩa, một là bên trong. Được chưa? Nó bằng cái naka, bên trong. Nghĩa thứ hai nó bằng cái nayo, nghĩa là nội dung. Được chưa nhỉ? Nội dung của bộ phim đó rất là hay. Nội dung của câu chuyện đó rất là hay. Sono hanashi no nakami wa omoshiroi sono ega no nakami wa. Được chưa nhỉ? Hai. Nakama là bạn bè, thân thiết rồi. Nakama là gì? Mối quan hệ. Được chưa? Nakama, bạn bè. Nayo là nội dung và manaka là giữa. Được chưa? Hai. Manaka ni arimasu, ở bên giữa. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là gì nhỉ? Nakami ichiban, có nghĩa là bên trong. Bên trong cái hộp này là gì nhỉ? Được chưa? Tin desu ka? Ichiban là đáp án của chúng ta nhỉ? Ichi nakami. Được chưa nào? Có cái hộp gì Nakao mite, Nakami o mite đều được nhé. Tin desu ka? Câu tiếp theo. Hai. 49. Pool ni. Pool ni. Hai. Từ này kêu mà xem. Đây không phải trận từ hóa nhưng mà là đây là hai tiểu ý kiến sẽ này, hai tiểu ý kiến sẽ này nha. Hai. Ichiban ochikonde. はい。乗り込んでば、入り込むですね。入り込む。じゃあ、入り込む。たまんの。本文ば、たんらたん。たんすらたん。ば、ぼんぼんば。うん。この này có vẻ như là hơi khó đúng không? Có trọng 1 đây. Nguyễn Hoàng trọng 1. Hoàng Corleone này, 333 Linh Kỳ BC, Ichiban, Khương Trần 4, 4 xin tê ơi. Bây giờ thử dịch câu này, pư được là gì đã? Pư được. Pư được là bể bơi đúng không nào? Cái gì đó VT của em xem không được cái gì đó vào bể bơi. Không được nhảy vào bể bơi. Đấy chưa nhỉ? Các bạn nhớ nha. Không được nhảy vào. Ở đây chúng ta sẽ có một từ đó là từ Harikomu thì không được vào thôi. Còn ở đây bể bơi người ta cấm là chúng ta sẽ lao xuống, nhớ chưa? Lao xuống thì chúng ta hay dùng từ này Torikonde. Đấy chưa nhỉ? Torikonde. Được chưa? Đây Pool ni Tobi đi nè. Mình làm Tori à. Tobikonde wa ikemasen. Được chưa nào? Đây Ichiban. Ochikonde có nghĩa là bằng với lại là gì nhỉ?
mất bình tĩnh nhá. Tony Conde nó có kiểu như là suy sụp tinh thần, để như nhỉ, suy sụp bằng mẹ thất vọng ấy, để như nhỉ, suy sụp mày đừng có buồn như thế. Otsukamanai de yo nhé, otsukamanai de, được chưa? À, đừng có suy sụp, đừng có buồn bã như thế, thế nào? Hay tôi đi côn tức là nhỉ, cất vào ví dụ như là sen tắc của mồn nó tôi đi côn đã, tôi đã thu quần áo vào, được chưa? Lấy và bỏ nó vào, được chưa? Thu quần áo, ok. いいですか? Nhớ chưa? Không được gặp hai đi công, hai đi công lại chỉ là vào không thôi, còn Tommy công là bay nhảy xuống. いいですか? Tiếp theo nhá. Hai. Số 50. Yasui to motte takusan katta ra gouke honnyarara o mite bikkuri shita. 1番. Thì đây. Teika ですね. Teika. 2番. Kingaku, tức là biết rồi, kingaku. Tức là số 3 là gì nhỉ? Bực cạ và gì nhỉ? Đây là gì ấy? Nedan. Đáp án đi. Nhiều 2 này. 6 con 2 rồi này, 7 con 2 rồi này. Hôm nọ dạy từ này rồi, đúng nhỉ? Đáp án chúng ta là số 2 luôn. Kinh gắt cự là số tiền phải trả, đúng không? Ừ. Tôi thấy nó rẻ. Nhà sư tổng một thấy nó rẻ, nên là mua rất là nhiều. Nhưng mà khi mà tôi giật mình, giật mình khi mà nhìn vào cái số tiền phải trả, tổng số tiền phải trả, ok là tổng, yeah. Giật mình khi mà nhìn thấy tổng số tiền phải trả. Tindeska nửa giá nó khác mà hăng gác cự, nửa giá mà hăng gác cự, được chưa? Hăng gác cự. Hay bực cạ nê đan là giá cả rồi đúng không? Tê cạ tức là giá đã, giá được quy định ấy, thấy chưa nhỉ? Hay ok, câu tiếp theo. Hay câu số 51. Biểu kỳ à, gì đây? Warui biểu kỳ no honnyarara ga aru node sugu ni kensa shita hoga ii to issha ni yuwareta. Tôi bác sĩ bảo là, bác sĩ bảo là như thế nào? 1番 utagai, 2番 mayoi, 3番 đi đây gimon, 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 gimon. Cái này là utagai các bạn nhớ nhá, utagai. Utagai ですね. Câu 4 là mewaku ですね. Mewaku. Được chưa? Đây. Cái này là mayotte, cái này là mayoi ですね. 5 con là như thế nào đây? 1, 3. Kanji bakkari. Cô bé ngốc. Nghi ngờ. いいんですか? Chúng ta học kanji thì mới làm được bài nhá. Hay ở đây chúng ta sẽ có mayoi là gì nhỉ? Lạc là phân vân đúng không? Phân vân. Còn mê hoặc là làm phiền ai đó đúng không? Được chưa? Thì không liên quan rồi. Tôi bị bác sĩ nói là bởi vì có bệnh gì cơ? Có bệnh nặng ấy, có bệnh xấu ấy, có bệnh nặng đấy là gì đây? Ừ. Anh nên đi khám ngay lập tức. Sự kênh là sao khám ngay lập tức. Thế bởi vì đây. Hay, Ichiban utagai là nghi ngờ. Đúng rồi. Gimon, gimon là nghi vấn, nhưng cả rất là câu hỏi thì là nghi vấn và hỏi thôi, còn ở bên trên nghi ngờ và nên hỏi. Được chưa? Hay còn utagai là nghi ngờ. Vậy thì nào chúng ta sẽ làm số 1 nghi ngờ. Được chưa nào? Chúng ta sẽ gì à? Tôi bị bác sĩ nói là, đúng không? Tôi nghi là anh có bệnh nặng. Nghi này. Nghi là có anh có bệnh nặng. Nên là gì đấy? Ừ. Nên đi kiểm tra sớm hơn. Thế nhỉ? Utagai là nghi ngờ đúng không? 1番
Ok, đang ý chí bạn. Bài kiểm vọng lại lần nữa đây. Để ý. Dạ. Hai. Thắng chưa? Có tiếp theo nhé. Eto, 13 để vào được tố. Con nhớ là 1 đã. 1번 아마리, 2번 오츠리, 3번 로코리, 4번 하카리, 코레 제노 남리. 으가 힘이 나 숙미야. 뭐 하나 으다 자. 으가 으가 이스. 으가 이스르. 자. 하이. 나도이. 3 1 1 Ngọc Hà 1 1 tận 1 Nguyên Thư 3 Mai Trần 3 Đỗ Bích Thảo 3 Phạm Thị Phương 1. Rồi con này sai nhiều quá. Hoa Lê 1 Phạm Thị Phương 1 Mimi 3. Úi dồi 10 chia 3 còn thừa 1 đáp án 3. Đúng rồi. Ngọc Hà đã ghi là gì đây? 10 chia 3 dư 1. Thừa 1 với dư 1 thì con làm chuẩn hơn. Thừa trong văn nói thì chúng ta có thể nói là Nopoli. Nhưng mà câu chuẩn nhất là như bạn Ngọc Hà vừa giải thích ấy. Amari là dư. Được chưa nhỉ? Ở đây có động từ Amari mas, thấy chưa? Cái này mình cũng dạy nhiều rồi đấy, mình lại nhắc lại, đúng không? Amari mas, thừa. Đúng không? Động từ amari mas thì chưa amari được nhé. Còn đây là danh từ amari tức là dư đấy, đúng không? Thì đây 10 chia cho 3 thì còn dư lại 1. Chính xác. Được chưa? Ok. Động từ gốc của nó là gì nhỉ? Amaru, nghe chưa? Nên là ví dụ như thế này, ăn cái gì đó thì thế nào? Nokotemasu ka? Còn thừa gì không, đúng không? Nhưng mà chúng ta gì nhỉ? Có thể sử dụng từ này, amatemasu ka? Được chưa? Amatemasu ka? Từ này trong lớp học thì thầy giáo hay sử dụng. Ví dụ thầy giáo đưa một tập giấy này phát cho các bạn, đúng không? Hay là tập dẫn đi thi phát cho các bạn, phát cho người này, đúng không? Thì thầy sẽ hỏi là amatemasu ka? Còn dư từ nào, còn thừa từ nào không? Thì dùng động từ này nhá. Ok. Được chưa nhỉ? Đúng rồi, dịch đúng nhưng mà chẳng sai. Thế nào? Được chưa? Amari otsuri là tiền lệ. Tiếp theo. Câu số 53. Ichinichi juu aruita no de mou tsukarete nani nani desu. Đúng không? Đây là từ lấy rồi. Bạn làm đi. Bài này câu này hơi khó một tí. Đúng rồi, nghĩa là đúng câu này nhỉ? Thế mới là câu khó, đúng không? Thế mới là 300 câu khó, của chúng ta. Chắc là đúng rồi nhưng mà lại sai. Thế nào? Đấy, câu này đây. Đấy, dùng Cao Văn Hoan. Xin chào Cao Văn Hoan. Tèn tèn, tèn tèn. Cao Văn Hoan 4 à? Phạm Thu Phương 4, Mai Trần 4, Toán Mò 4. Được rồi, 4 hết là nào. 4 hết, những nó sai hết sao? Đây là câu khó đấy. Cái gì đây? Đi bộ suốt một ngày này. Đây này, Ichi Nichi Ziu các bạn nhớ nha. Ichi Nichi Ichi Nichi Ziu. Không phải Naga nhé. Đi bộ suốt một ngày. Đây là gì nhỉ? Mệt. Mệt phờ người kiểu như thế, mệt phờ người chúng ta có đoán 4. Heto heto được nhé. Mệt phờ người. Chính xác rồi, đáp án số 4. Được chưa? Hay, hay là mệt dã rời chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể dùng từ đấy được. Trình độ đá 3 nhé. Quên mất các bài stream này gần đây của mình thì là đá 3 hết. Được chưa? Hay, ở đây có từ piri piri, cảm giác như là ăn cái gì đó cay. Được chưa? Khi mà các bạn vào quán ăn của Nhật Bản ấy, thì thường đấy có những từ này như thế này, ví dụ cay, kiểu cay pili pili, nhớ chưa? Ok? Hay là hiri hiri này, cảm giác là rát này, khi mà chúng ta bị bỏng này. Yakido shite hiri hiri shita, đúng không? Còn pera pera này cũng
sử dụng rất là nhiều pera kiểu lưu loát trôi chảy. Ano hito no nihongo ga pera desu ne. Đấy nhỉ? Các nhớ dùng từ này nhé. Pera. À, pera. Ồ, Vietnam go pera desu ne. Ok. Xong rồi nhá. Câu tiếp theo. Koromo ga kawade honyanara no ni kizuite sugu ni tasukete mukatta. Câu này hơi khó một tí này. Động từ của nó khó. Được chưa nhỉ? Hai. Ni. San. Yêu. Phạm Xuân Hồng. Yêu. Phạm Thị Thuyền. San. Mình ni. Nguyễn Tươi Hoàng. San. Ni. Chết đuối. Ừ, đắm đuối. Sao lại đắm đuối? OK. Hay. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhá. Ichiban, ochiteiru. Ochiteiru tức là rơi xuống rồi đúng không? Hay. Có đứa bé đang chảy trên sông. Hay. Niban, ba ban của chúng ta. Niban gì đấy? Niban. Oboreteiru. Oboreteiru. Niban. Có nghĩa là ngắc ngoải đấy. Tức là gì à? Chưa hẳn phải chết đuối tức là chết luôn rồi. Còn đây oborete được tức là đang ngắc ngoải. Oborete được. Được chưa? Không phải chìm đắm. Đây nhỉ. Hay ichiban à sama shizunde chìm xuống đáy biển chẳng hạn. Đúng không? Ừ. Umi no soko ni shizunde iru. Mizu ni shizunde iru. Được chưa? Nagarete là chảy thôi, kawa ga nagarete iru. Mizu ga nagarete iru. À, chúng ta làm số 2 nhá. Đúng rồi, thấy đứa nhỏ đang đuối nước cũng được, đúng không? Đẩy kizuite là đẩy nhá. Đẩy thấy một đứa trẻ đang ngắt ngoài ở bờ sông nên là tôi chạy đến cứu ngay lập tức. Nhưng mà một cách tay được tương đương với từ đi đến nhá. Đi đến cứu. Được chưa nhỉ? Ok, chúng ta cùng nhau đến câu tiếp theo. 55. 引っ越しの本にゃららはいくらぐらいかかりますか? いくらぐらいかかりますか? 皆さん 1番 1番現金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 
だからしっかり言えばまっすぐ。はい、何せな。おお、怖っ。dịch lưng ra cho các bạn rồi nhá. Mạng nó đang đơ một tí thì là bị hơi khó nhìn đấy. Mọi người vẫn nhìn thấy đúng không? Lại nét lên bây giờ mà. Được chưa nhỉ? Hai, chi ba, ni ba sa ba, nhớ ba. Mà vẫn nghe giảng được, làm đi, không phải kêu nữa. Nào chúng ta là gì đây? Đúng rồi, khuôn mặt của anh ấy thế nào? Khuôn mặt của anh ấy thế nào nhỉ? Đúng rồi, rất là nghiêm túc. Nên là câu chuyện đó chắc chắn là thật rồi. Đúng không? Kitto honto da ro. Đúng nhỉ? Nghiêm túc, được chưa? Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc đấy. Shinken ni kangaeru. Được chưa? Shinken ni kangaete kudasai. Được chưa? Shinjitsu là chân thật. Được chưa? Shikkari là chắc chắn hay là rõ ràng cái gì đó. Matsu là gì đây? Thẳng đúng không nhỉ? Matsu. Hãy câu tiếp theo. Ikimashou. Dẫn đồ ikimashou. 57. この文章は、あ、この文章を5とにまとめなさい。5とにまとめなさい。これ、ほれ。はい。なお、なんで、なんでな、2、3、4、5、6、7。じゃあ、でね、đó rồi, 4 chắc chắn 3 nè, cãi nhau suốt đi. Tiếp theo, danza nè, bậc thang này nè, danza cái này đi ba, dandaku được chưa? Ai biết tên này chưa? Không biết đúng không? À chúng ta xoài đi bạn đan lạc cự là gì nhỉ? Tiếng Việt tiếng Việt quên này. Đi theo gì? Chắc đâu đây? Tức là gì nhỉ? Nó có nhiều cùng này phân ra thành từng đoạn đúng không? Đoạn được chưa? Từng đoạn một. Đoạn cho bạn đoạn măn đấy, nhớ chưa? Ok, tiếp theo đan cai. Đan cai là giai đoạn đúng không ạ? Và chữ này là đan đan này. Đan 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 đan. Từ gì nhỉ? Đan chúng ta là đan số 2 luôn. Được chưa? Đan đắc cực. Tức là hãy tóm tắt, mà tôi mình hãy tóm tắt gì nhỉ? Từng đoạn một, từng đoạn của bài văn này. Đấy nhá. Ừ. Tức là ví dụ một bài văn chúng ta có 10, có 5 đoạn này đi đúng không? Thì chúng ta phải tóm tắt thành 5 đoạn. Được chưa? English ka? Hai. Đan ra, đan đắt được chưa nhỉ? Đan xạ là bậc, thấy chưa? Bậc. Còn đan đan ca là mình vừa giải thích rồi đúng không? Ừ, giai đoạn, được chưa nhỉ? Ừ. Ngược lại có cai đan đúng không? Cai đan vẫn là trường hợp này, cai đan được xem. Là cầu thang. Hay. Để chưa nhỉ? Câu tiếp theo. 58. Này. こちらの部屋は全員なので会員でない人は会員でない。会員でないで会員ではないですね。ではない。でないではないですね。いや、会員でない人、あ、でない方、でない方はご遠慮ください。大事にゃ。はい。1番、専門。2番、専用。3番、時代、固有。ね。4番、固定ですね。7番。Đừng có nhầm hai chữ này, một là sen môn, hai là sen nhiều. Đúng không nào? Inですか?
Dùng vàng. Đấy, chúng ta cùng nhau giải thích nhá. Đấy. Ở đây, cô yêu là đặc biệt, nhớ nhỉ? Nó nghĩa là đặc biệt hay là độc đáo gì đó. Còn cô tê là cố định kê tay lên ngoài này. Ừ. Các anh là hội viên đúng không? Căn phòng này có chia đâu hay ạ? Căn phòng này là chuyên dụng, đi vào chuyên dành cho gì nhỉ? Những hội viên này đấy. Ừ. Người nào không phải là hội viên thì xin đừng vào đây. Cô em điều cứ đào sai đấy nhá, thì không được sử dụng. Em điều là xin đừng làm gì đó đúng không? Hay xin nhiều. Ở bên Nhật đi làm thì suốt ngày chúng ta có sử dụng cái phong này, nó qua cái phong này rồi đúng không? Hay là chúng ta nhìn thấy rất là nhiều chữ Hán này rồi đúng không? Cái gì đó senior nhé, staff senior nhé, dùng cho nhân viên đấy. Được chưa? Ok, con này dễ rồi đúng không? Câu tiếp theo. Hay, what you kill? このグラスは割れやすいので置いてください。何置いてください。1番さっと、2番じっと、3番そっと、4番パッと。な。三三三。三。三。三。三。4 3 2 con này dễ rồi, các bạn cho đáp án hết rồi gì nào. À, chúng ta là đáp án 3 đúng không? Glass. Kono glass wari yasui, tức là cái cốc bằng thủy tinh của mình đấy, đúng không? Hay là nó có nghĩa là kính đấy, nhẹ quay nhé. Ta coi là cốc thủy tinh, cái cốc thủy tinh này nó dễ vỡ nên là gì nhỉ? Đặt nhẹ nhàng thôi, đúng không? San ba. Hay là cái kính này nó dễ vỡ nên là đặt nhẹ nhàng thôi được, đúng không? Hay satto. Satto nghĩa là gì? Nhanh chóng. Satto yomu. Đọc lướt qua được đấy. Satto yomu. Satto yomu đấy. Satto. Tiếp theo, thì đây. Zitto. Zitto thì thường hay đi vệ mi được. Được chưa? Hay zitto mi được. Bạn mới lại là mitsumeru. Được chưa? Jitomiru. Bạn mới lại là mitsumeru. Tức là nhìn chằm chằm đấy. Đấy chưa? Hay. Ok. Ở đây có photo. À, phát. Phát to. Phát to nhất đấy. Làm một cái vèo vèo này. Người ta thêm những phát to. Thêm chữ 3 đấy được nhé. Đấy, trong văn nói nhỉ? Phát phát tôi giờ được, đúng không? Làm vèo vèo, làm ngay lập tức đi. Sư bị giờ được. Phát tôi giờ được, phát tôi chức kích ta. Đấy chứ nhỉ? Ok. Ok, tiếp theo. 60. Tên em. Hay. 彼女はおとなしくて、彼女はおとなしくて、クラスではあんまり目立たない。いない？目立たない。けど、一番、在学ですね。在学。在学。在学なんでや、ランキングの。でんや。はい。え、次が、絶対。Thực thể. Sao bán? Sôn dài. Cái từ sôn dài dễ rồi đúng không? Thì đây. Yêu bán là gì vậy? Dô tài. Dô tài. Câu này hơi khó một tí. Yêu bán trạng thái. Nào rồi. Xong chưa? 3
334 trạng thái. Về dòng dịch dòng đầu tiên này, cô ấy thì ít nói, ô tô là gì này, cô ấy thì ít nói, ở trong lớp thì cô ấy không thì không nổi bật lắm, đúng không? Đấy, thế này không cần điền ở đây cũng đủ nghĩa rồi đó. Cô ấy rất ít nói, ở trong lớp thì cô ấy không nổi bật lắm. Thế là chúng ta sẽ nói như thế nào? Dịch thì không cần ngôn từ này nhưng mà chúng ta vẫn phải điền vào từ, đúng không? Ở trong lớp thì cô ấy thì tự nhiên có từ một là dài các cự mà không được, dài các cự đang học cũng đang theo học mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ điền một đáp án là số 3. Tồn tại kiểu như cô ấy tồn tại, đấy nhỉ, cô ấy có, đúng không? Cô ấy có ở trong lớp, đúng không? Nhưng mà không nổi bật cho lắm, thấy chưa nhỉ? Hãy dịch, chúng ta không cần dịch cái từ này cũng được nhưng mà chúng ta phải hiểu từ này, thấy chưa? Sa mạc, đúng rồi. Ok, xem có nó nhá. Hết rồi. Không được áo ôn lại một tí nhé. Ôn lại một tí cho những bạn mà. Hay. Chả thấy nó mới đây. Nó chạy lên là nào. Vậy ôn lại nhá. Các chi là gì nhở? Đáp án là gì nhở? Sate, đúng không? Sate là chuyển đổi một chủ đề gì đó. Nào, đúng không? Tiếp theo gì đây? Pika Pika là gì đây? Trở lên gì nhở? Sáng bóng, đúng không? Lau lên sáng bóng. Kira Kira lấp lánh các mãi nhá. Sao lấp lánh không? Tiếp theo Nakami, đúng không nào? Chúng ta Nakami, đúng không nào? Một Nakami. Nakami là bên trong và là nội dung, đúng không? Có hai nghĩa. Tiếp theo Puruni Tobi Konde, đúng không? Tức là không được lao xuống bể bơi, đúng không? Ok. Ochikonde là gì? Anh nhớ không? Đừng có mà ủ rũ, đúng không? Âu sầu như thế này, ochikonde này thì là sai. Tiếp theo Kingaku, đúng không? Tổng số tiền phải trả nha, Kingaku này. Tiếp theo Utagai, đúng không? Nghi là có bệnh xấu, có bệnh nặng, đúng không? Có bệnh không tốt đấy. Tiếp theo Amari là một thành từ, nó dư, đúng không? Dư một. Động từ gốc của nó là amaru. Tiếp theo cả một ngày đi bộ nên là tôi đã mệt gì đấy, phờ hết cả người rồi đấy. Hay heto rồi đấy. Tiếp theo kawade, đứa trẻ nó thế nào? Nó đang ngắt ngoải, đúng không? Oborete đấy, đúng không? Tiếp theo hikoshi no gì đây? Hiyo, hiyo tiền phí chuyển nhà, nên là gì nhỉ? Mất bao nhiêu tiền vậy, đúng không? Phí chuyển nhà. Tiếp theo Ichiban Shinken. Shinken là gì? Khuôn mặt của anh ấy rất là nghiêm túc, đúng không nào? Tiếp theo Danraku và đoạn, đúng không nào? Danraku đổ từng đoạn một, đúng không? Tóm tắt từng đoạn một. Tiếp theo Senyo là sử dụng, đúng không? Senyo đấy, Senyo Mi bằng đấy. Tiếp theo Sotto đặt nhẹ nhàng, được chưa nào? Và cuối cùng là gì đây? Amari Sonzai đấy, Sonzai Sanban làm chúng ta, được chưa nào? Hay, được rồi, ai đi làm thì đi làm đi. Và cuối ngày đến đây kết thúc rồi. Xong rồi. Ôi, số người xem giảm xuống đáng kể. 50 rồi. Hay, mình nhắc lại nhá. Hiện nay tháng 5 là kỷ niệm 1 năm tròn 1 tuổi của website dungmori.com. Năm ngoái là một website cũ, là một website khác, còn năm nay thì nó lớn lên rồi nên là mình phải đổi mới nó. Thấy chưa? Năm sau chắc là cũng đổi mới một tí. Thấy chưa? Thì nhân dịp 1 tuổi website thì những cái khóa học online trên dungmori.com á, bất kỳ một gói combo hay gói lẻ hay gói gì đó thì sẽ được cộng thêm 2 tháng để các bạn học, được chưa? Vậy thì ai đang muốn mua khóa học, được chưa? Hoặc là ai chưa mua khóa học thì đây cũng là một cơ hội để các bạn, đúng không?
học được nhiều hơn trên website của chúng mình. Các bài giảng trên website thì rất là phong phú và đa dạng, gì nhỉ? Ok. Rồi, bị giảng đoạn rồi. Hết rồi. Thôi, giới thiệu vậy thôi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới nhá. Bye bye.